Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Điện Kremlin cho rằng các nước châu Âu đang gây ra mối đe dọa cho Nga sau khi Cộng hòa Séc cảnh báo các quốc gia NATO đang chuẩn bị cho cuộc xung đột cường độ cao với Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với truyền thông hôm 23 tháng 11 không phải Nga đe dọa châu Âu mà chính châu Âu gây ra mối đe dọa cho Nga. Bình luận của Peskov được đưa ra sau khi tổng thống Séc Petr Pavel tuyên bố NATO coi Nga là mối đe dọa lớn nhất của châu Âu. Cụ thể, trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm Vicegrad gồm 4 thành viên Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia, nhà lãnh đạo Séc tiết lộ quân đội châu Âu đang chuẩn bị cho xung đột cường độ cao với Moscow sau khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Cộng hòa Séc và Ba Lan là những nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, trong đó Praha đã cung cấp hàng loạt viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí và xe tăng chiến đấu chủ lực. Còn Ba Lan và Slovakia là những quốc gia NATO đầu tiên tuyên bố chuyển ra máy bay chiến đấu cho Kiev hồi tháng 3. Tuy nhiên, chính phủ mới của Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng nhiều lần chỉ trích viện trợ của châu Âu dành cho Kiev. Ông Obama đã gặp tổng thống nga Vladimir Putin vào tháng 10. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp hôm 22 tháng 11, ông Pavel nói tất cả bốn thành viên nhóm Visegrád đều nhất trí rằng thành công của Ukraine là vì lợi ích sắp tới của các quốc gia này. Trong khi vẫn duy trì cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, NATO luôn thận trọng trước nguy cơ gia tăng xung đột và tránh đối đầu trực tiếp với Moscow. Về phần mình, nga đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công NATO. Tuy nhiên, Moscow coi việc khối này tăng cường mở rộng về phía đông là một mối đe dọa chính trị quan trọng. Ông Peskov cũng từng mô tả liên minh này là công cụ đối đầu được thành lập để kiềm chế trước hết là Liên Xô và sau đó là Nga. Tổng thống Putin cũng đã gióng hồi chuông cảnh báo về khả năng Ukraine gia nhập NATO. Ông Putin cho rằng đây là một trong những lý do chính dẫn đến cuộc xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Trước đó, hãng thông tấn Nga Ria Novosti dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ thực hiện các bước trả đũa nếu chính quyền Séc bắt đầu phong tỏa tài sản nhà nước của Nga ở nước này. Ông Peskov nêu rõ, chúng tôi cần phân tích những gì Cộng hòa Séc có thể làm. Tất nhiên, trong trường hợp Praha chính thức hóa các bước đi không thân thiện, chúng tôi sẽ có câu trả lời mạnh mẽ. Trước đó, Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky cho biết, chính phủ nước này đã chấp thuận việc phong tỏa tài sản nhà nước của Nga. Công ty quản lý tài sản của Nga ở nước ngoài, FSCE Gozakran Property, bị đưa vào danh sách trừng phạt quốc gia của Cộng hòa Séc. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga coi những quyết định như vậy của chính quyền Séc là hoàn toàn bất hợp pháp và không phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga lên tới khoảng 300 tỷ euro khoảng 200 tỷ euro được nắm giữ ở EU, chủ yếu nằm trong tài khoản của Euroclear ở Bỉ, một trong những hệ thống thanh toán lớn nhất thế giới. Tháng 10 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã bật đèn xanh chuẩn bị các đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc đưa ra những quyết định như vậy sẽ là một bước vi phạm tất cả các quy tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến khác, Tổng đốc tỉnh Muman của Liên bang Nga, ông Andrei Chibit cho biết, đã ban hành cơ chế cảnh báo cao sau khi Phần Lan quyết định tạm thời đóng cửa tất cả các cửa khẩu với Nga, trừ cửa khẩu Raja Giuseppe thuộc tỉnh này. Trên kênh Telegram, ông Chivit cho biết thêm, động thái của Phần Lan có thể khiến số người xếp hàng tại cửa khẩu duy nhất giữa Nga và Phần Lan đang còn hoạt động tại tỉnh Muman ngày càng gia tăng. Điều này đã khiến tỉnh Muman ban hành cơ chế cảnh báo cao, cũng như áp dụng một số biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an ninh cho người dân. Theo ông Chibit, chính quyền Muman đang tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để tránh mọi hành vi vi phạm. Chính phủ Phần Lan đã quyết định đóng cửa thêm 3 cửa khẩu với Nga gồm Kusamo, Salla và Vatiot. Nội các Phần Lan thông báo quyết định đóng 4 cửa, cửa khẩu là Valima, Nujama, Imatra và Nidrala. Trong số 8 cửa khẩu ở biên giới với Nga, do tình hình người di cư ngày càng xấu đi, Phần Lan có khung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Phần Lan trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từ mùa hè năm nay. Theo kênh Telegram Military Informant của Nga, xuồng không người lái hải quân Makura V5 do Ukraine sản xuất đang cố gắng nhắm mục tiêu vào các tàu Nga ở phía tây Crimea thì bị lực lượng Moscow thu giữ. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã tăng cường phát triển công nghệ không người lái, đặc biệt là các phương tiện dưới nước. Kiev đã xây dựng một đội xuồng không người lái dùng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen, phần lớn là khu vực xung quanh bán đảo Crimea. Khi không có lực lượng hải quân mạnh mẽ đối đầu với hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại thành phố cảng Sevastopol ở phía nam Crimea, Ukraine đã tập trung đầu tư vào xuồng không người lái cảm tử. Việc Nga thu giữ một xuồng không người lái Magura của Ukraine đặt ra câu hỏi về cách Moscow có thể sử dụng những phương tiện thu được, bao gồm cả cách phòng thủ tốt hơn trước các phương tiện mặt nước không người lái trong các cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai. Theo Navalny, Makura V-5 hay thiết bị robot không người lái bảo vệ hàng hải dài 5,5m, cao 1,5m và có thể mang tải trọng 320kg. Ông Ivan Sibiriyakov, người đứng đầu bộ phận phát triển hệ thống không người lái tại Spettechnoexport thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine cho biết, Magura cho thấy khả năng của chúng tôi trong việc tạo ra thiết bị không người lái hải quân công nghệ mới, sử dụng triết lý không căng thẳng nhưng có khả năng ngăn chặn việc xâm phạm lãnh thổ ở những vùng như Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phát hiện các xuồng hải quân không người lái của hải quân Ukraine ở phía tây Biển Đen. Các phương tiện đang hướng tới Crimea và lực lượng phòng thủ của nước này đã phá hủy các tàu này. Tuy nhiên, chưa rõ những thiết bị này và xuồng Magura bị thu giữ có liên quan đến nhau hay không. Vào giữa tháng 8, cơ quan an ninh Ukraine đã công bố video về xuồng không người lái hải quân Seababy. Ukraine được cho là đã sử dụng thiết bị này để tấn công cầu cớt, nối Crimea với Nga và một số tàu Nga ở Biển Đen. Steve Wright, chuyên gia về máy bay không người lái ở Anh cho rằng xuồng không người lái hải quân thử nghiệm của Ukraine có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng tình huống. Ông Wright nói các xuồng không người lái của hải quân Ukraine cả trên mặt nước và dưới nước nhìn chung được tạo thành từ một bộ linh kiện tiêu chuẩn, nhưng mỗi phương tiện không người lái có thể sẽ hơi khác một chút so với phương tiện trước đó. Bên cạnh đó, Mỹ đã cung cấp 31 xe tăng M1A2 Abrams cho Ukraine hồi tháng 9, nhưng chúng vẫn vắng mặt trong những cuộc giao tranh gần đây. Các nhà phân tích nhận định điều đó có lẽ là do thời tiết không thuận lợi và phòng tuyến kiên cố của Nga nên khó có thể sử dụng xe tăng hiệu quả. Họ cho rằng xe tăng có thể sẽ chưa xuất hiện cho tới mùa xuân. Mark Kessian, đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho hay, bởi vì tiền tuyến vẫn ổn định nên Ukraine có thể sẽ dự trữ chúng. Từ khi nhận được lô xe tăng Abram, Ukraine đã phối hợp sử dụng chúng với các phương tiện chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất, ông Kessian nói. Xe chiến đấu bộ binh Bradley đã đến sớm hơn và có thể thấy chúng đã xuất hiện trên chiến trường hiện nay do điều kiện thời tiết mùa đông việc điều động các nhóm nhỏ xe chiến đấu bộ binh bradley và xe tăng abram sẽ không đủ và khó hỗ trợ hậu cần mùa đông ở ukraine đồng nghĩa với việc bùn lầy mưa băng giá và tuyết khiến việc di chuyển trở nên khó khăn các điều kiện đó đã cản trở bất kỳ đột phá lớn nào vào mùa đông năm ngoái các lực lượng của ukraine đang chờ đợi tới khi đúng thời điểm có lẽ là mùa xuân khi một cuộc tấn công mới có thể tiến hành ông kensian nhận định Katerina Stepanenko, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Abram đã được triển khai trên chiến trường. Bà cũng đưa ra đánh giá tương tự với ông Kensian rằng mưa và bùn lầy đang cản trở việc sử dụng các phương tiện quân sự hạng nặng. Sergei Somleny, người sáng lập Trung tâm Sáng kiến Thích ứng châu Âu ở Đức đánh giá, Mỹ đã bỏ lỡ thời điểm vàng cung cấp xe tăng Abram cho Ukraine. Việc trì hoãn vận chuyển xe tăng trên đã cho Nga có đủ thời gian để xây dựng phòng tuyến kiên cố. Các chiến hào, tuyến phòng thủ răng rồng và các bẫy mìn của Nga đã khiến các xe tăng của phương Tây hầu như có rất ít cơ hội để thể hiện khả năng trên chiến trường. Ông Samleni cũng dẫn ra các cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới 47 ở khu vực Zaporizhia, nơi mà quân đội Ukraine tổn thất đáng kể xe bọc thép Bradley trước phòng tuyến Nga. Vào lúc đó, trong số hàng trăm xe bọc thép Bradley mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy, trang nghiên cứu quân sự nguồn mở Oryx cho hay. Ông Samleny nói đây là minh chứng duy nhất cho thấy Ukraine đã sử dụng xe tăng phương Tây cho một cuộc tấn công và họ dường như không muốn thử lại điều đó. Hiện nay, với phòng tuyến trải dài 1.000 km của Nga, chuyên gia này cho rằng xe tăng Abram mà Ukraine sở hữu quá ít nên khó có thể đóng vai trò quyết định khi mà chỉ có ít xe tăng cho 100 km.